Chào cả nhà nha. Dạ con kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn yêu mến kênh miền Tây quê Mang Giang nha. Dạ hôm nay thì nhóm của mình cũng có thuê được thêm là 4 công đất nữa. Thì nguyên cái giạc này đó là 3 công nha. Còn cái giạc bên kia thì thêm 1 công nữa, nhưng mà mấy ngày sau họ mới giao đất cho mình. Còn đất này thì vừa thu hoạch củ cải xong thì bên chủ đất giao lại cho mình. Nguyên giạc này đây dài vô lúc ở trong cái đám cỏ mà trắng trắng như đó, đi thẳng vô là 3 công liền vô luôn nha quý bà cô chú. Dạ thì 3 công đất này thì mình thuê đó với cái giá đó là 3 công thì 15 triệu. Chứ mình thuê thêm cái máy dầu với nguyên cái đường dây mà để tưới rẫy nè, thêm 3 triệu nữa là tổng chi phí là 18 triệu. Dạ thì cái hầm thủy lợi bên đây, tại do đất của mình nó dài quá, đi thẳng vô đầu trong đó là cái máy cua le của mình đó là không có bơm nước chạy lên nổi á. Mình phải dùng cái máy dầu. Đây cái máy dầu đây. Máy dầu có sẵn đây. Bên đây thì cái mương thủy lợi nè, bắt đầu mình bơm lên nha. 125. Đây cái máy này bơm mới nổi. Tại đất của mình nó hơi xa đường. Bên đây chủ đất thì cho thuê sẵn dạng dây với máy dầu này sẵn luôn nè quý bà cô chú. Chạy gió hả? Gió mà nó có nước luôn đó hả? Gió. Máy này thì đặt cố định ở ngoài đồng luôn, không có mang vô nhà. Cái này mình để đây không có bị mắc hả anh? Mà mắc thường thường mà đấy, cái mắc vậy đó, giờ chạy vô mấy lần mắc. Vậy cho mắc cái gì? Vậy hả? Mắc về dùng ba đồ này bỏ thí, ta quay để đây luôn đó. Cái này có vậy là em có chịu trách nhiệm nha, em chỉ thuê thôi đó, cái phần bảo quản thì bên anh đó. Chứ tại nó khiên đi thì vừa mạng lắm rồi. Nói nữa. Mà nó mang đập đá nó khiên đi là vừa. Dạ. Cái máy này em chỉ muốn thôi đó, nhiệm vụ bên em là chỉ muốn thôi. Cái máy này nó cũng tới số nó mới thiệt máy này nổi. Cái đầu này nặng khoảng mấy trăm không? Đầu dữ hả? Có 120 kg gì. Dạ. Máy này cái công suất của nó bằng cái 12 mình D12 á. Vậy đó hả? Cái này thì chủ đất nha quý ông bà cô chú. Không biết anh tên gì vậy? Anh tên Phước. Tên Phước hả? Vậy thì hôm anh máy lại gọi chân rồi động bị nó mua vậy tôi nó không quay không muốn tắt cái nhà hầm luôn. Nó làm nó nặng nó ngắt rồi cha ơi. Gì đó hả? Bây giờ nó hẹo. Nó cũng như ông quay cái máy cáp vậy. Dạ. Nhiều khi thợ nó sửa không đúng đồ quá quay chết luôn. Vậy bây giờ anh quý tấn làm lại đó. Dạ. Mà để em trao tiền cho anh Phước đi ha. Dạ. Là anh làm công việc của anh. Dạ. Rồi bây giờ đó làm là mình anh tính là ngày ngày mình hay là ngày Tây? Ngày nào cũng được chân thì mặn nó vậy chứ mình ở đây xứ gãy thì trên lại 5-10 ngày có sao đâu, 10 ngày nửa tháng không sao chứ. Rồi bây giờ em trả tiền anh qua đợt bão này em mới xuống giống được, ngay đợt bão em sợ nó ảnh hưởng. Dùng cái chuyện mình tiêu bắp đâu canh, dù mình mặn đồ đâu canh được, dù nó trên lệch nửa tháng không sao chứ. Dạ dạ dạ, vậy em cảm ơn anh mình trước. Ăn nó dễ, đâu có phải một khó khăn. Dạ. Vậy như hôm bữa cái lời anh nói đó là bây giờ là tiền đất là 15 triệu với tiền cho thuê nữa. À. Máy móc với dây nhợ máy hết. Là tổng cộng là 18 triệu. 18 triệu. Mà em đưa anh 4 triệu bây giờ còn 14 triệu ha. Đúng rồi. Nè anh Phước ơi, kiểm tiền lên giùm em. Cọc này 10, cái này 4 nè. Mình trao tiền xong rồi mình cho quý bà cô chú xem cái đoạn đường của mình đây dài vô trống nha. Đất này thì nó cũng nói chung là nó cũng không được đẹp hung, nó cũng có hơi cát. Này trồng đậu phộng được không anh Năm? Rồi đúng rồi. Đúng anh Phước? Dạ dạ. Vậy bữa nay mấy nữa anh cái gì anh Năm ghi vô giấy nha anh Năm. Ngày mấy hôm mấy? Dạ cũng như mình tính như cái tháng này tháng như nếu mà vài ngày nữa tới hết tháng 10 tới đi anh Năm ha. Đúng rồi. Mình vậy cho nó dễ hết. Lọc qua tháng 11 ngày, đi. Ngày mình đi. Ngày mình thì tháng 11 lận, bây giờ là tháng 10 đó. Tháng 10, cái như gần cuối tháng 10. Bữa nay 27 dạ. Rồi. Cái như mình tính đầu tháng 11 đi. Rồi. Dạ dạ. Rồi, tháng 11. Rồi. Dạ dạ. Đi đi cho nó tiện hơn chị. Dạ. Củ cải cái này nhiêu ký vậy anh Phước? Củ cải hiện tại giờ em đang giao là nó 8.000, 9.000 tiền theo cải. Tạo cái này lên giá dữ vậy hả? Tôi hấm lên sụt xuống còn nó 3-4.000. Nếu mình đẹp nó mình giao cái giờ 10.000. Vậy là anh bên làm lái luôn đúng không? Vậy là anh vẫn thu, nếu như mà em trồng củ cải là bên anh vẫn thu đúng không? Mà anh có làm bên bao tiêu không hay là giá thị trường? Giá thị trường. Vậy hả? Bao tiêu không bao tiêu. À, vậy để em tính lại đi, có gì em làm cái gì đó, thì em sẽ bán cho anh luôn ha. Rồi. Dạ dạ. Nhiều em thì bắp em cũng làm luôn đó. Bắp anh cũng thu luôn hả? Bắp vàng, bắp trắng gì là mua lại hết trơn luôn ha. Rồi có gì cho hay. Tại vì cái mối mình giao nhiều đó anh không? Người đúng giao rồi, đúng đủ rồi. Thứ cho ví dụ người ta cần cái số lượng bắp là ví dụ 1 tấn, 2 tấn.
rồi ngày nào mình thu hoạch đó mình giao người ta bình thường. Dạ. Vậy cũng ngọc đi ví dụ như nếu mà số lượng mà nhiều thì đi ngày từ 3 tấn đó. Vậy đó hả? Ừ. Ta đi hàng công ty Sài Gòn chẳng có. Còn ông già ông mua chỉ ông nấu quịch quạch tay không? Mà ông nấu đây mua mà, nhiều đâu, tại tôi đi hết. Là đi bắp tươi mình đi số lượng nhiều thì ra ngoài người ta phân phát là người ta bán người ta. Còn này là nó chủ yếu là nó nấu bán số nhỏ chợ nhỏ không? Ông nấu cái số ít ngày có công. Mình thì mình đi số lượng nhiều, để xe đi ít thì nên đâu có đủ phí đâu đi. Đúng. Dạ. Vậy để bên nhóm em tính lại đi coi mình trồng cái gì, có gì em thì sẽ để cho anh. Dạ dạ. Dạ. Vậy bây giờ mình đi năm mà đi vô tới rồi trồng. Nó có cái gành ở trong hả anh Phước? Thì đây đó, thì cứ cái móc thẳng vô đi. Dạ. Cái này thì do là bão đó quý bà cô chú, cho nên mưa nó đất nè. Hàng đều nó mướn và cỏ bên đây đó hả? Đất nhà, đất nhà. Có mua hả? Đây có mình gửi không mập cũng gửi vậy. Dạ dạ, cảm ơn anh Phước. Đây này anh Phước cũng mới thu hoạch củ cải xong rồi quý bà cô chú. Củ cải hiện tại là anh Phước bỏ đó là mướn đất cô bằng củ cải đó. Mà giờ chỉ 8.000 ký. Nhìn lại mà túi mới đi thằng châu qua mua đậu tránh mua cải làm dưa nè. Dạ. Hai bữa lên đấu. Thôi cái này cải củ xài đó có giá không? Cải đẹp rồi mua chỉnh 8.500 tại gãy. Vậy đó hả? Trong nó vậy là 9.500. À. Ủa cái khu trong này anh thu chưa xong mà hả? Nhỏ bữa nay nó xong rồi. À vậy hả? Dạ. Bữa nay nữa là muốn hết rồi. Quá mưa mình nhỏ không được. Dạ. Này mắc xịt cỏ rồi, quá cỏ rồi. Mọc chơi mà mọc cải được. Ở đất thôi anh Phước ơi. Tại tụi em cũng ít ăn ở đất thôi. Kêu ai nó vô. Vô ăn mọc cải thôi. Cái này bề ngang ít ha, nằm mà bị chiều dài nó quá dài ha. Bề ngang nó không có. Có chiều dài. Chắc cũng có 30 thước rồi chứ không ít đâu ha. Thì nó ngay cái ganh này, ganh này, ganh này 30. Ừ, 30 thước à, cũng dây đất ta rồi cũng bụng. Ngặt cái nó đựng núi bên đó mình không có mặn hết. Gì hả? Đựng núi lượng đó. Vậy là bên nó mặn trừ ra đó hả? Dạ, đừng đi thì nó đi. À, đừng đi thì nói gì? Dài này là mấy thằng dây đó, gần ở 8 thước rồi. Ra cái gặn đó mưa ghét mà dưới gỗng đóng gông luôn máy xăng mình chạy đâu có nổ. Ừ, tứ rồi một đường nó lặn đường không biết nào rồi miếng đất này. Máy này em tứ có hai lần là rồi xong đó. Bởi vậy tại vì cái công sức nó lớn mà dây bự nước nó phúng rồi nhiều nữa. Còn cái máy xăng mình nó chạy đường xa chỉ có một đường thôi. Bởi vậy này tới đây đúng không? Đúng rồi. Rồi đất mình thuê thì cái ganh đất tới đây, từ đây tới mí lộ ngoài nha quý bà cô chú. Ở đây cái động giữa hình như hơi thấp ha anh Năm. Cái động dách ngoài chứ giữa thì cao, dách ngoài hơi thấp. Miếng đất này lúc trước bơm nó chạy đều không Phúc? Đều hả? Hơi chuối nè. Vậy hả? Chuối nè. Cái đoạn đầu trong này hơi chuối hơn cái chỗ cái đường giữa này. Cái đường dây ngang đó. Ờ. Bên mình đi ngang đó là cái hai môn gì nè. Mình bơm cho nó chảy. Ừ. Nó tới bắp mình cũng dễ. Lá thì nó sâu nhưng mà cái củ thì nó đẹp. Đi theo đi con. Xa quá tiếng hơn nó không ấy đâu. Đang thu tải. Nếu mặn tới đó thì chưa được tới. Rồi, vậy là cái ganh mình phải không anh Phước? Tới này nè, tới chỗ đá này nè. Tới đó mà tại mình chưa có đường đi ra cho họ đi hả? Đi, mặn nhiều thì cũng có nhiều nữa đâu. Dạ đúng rồi. Nếu mình mặn hết luôn thì bắt buộc tao phải đi lên cái bờ này để khó đi. Gì sao đi? Bởi vậy. Ừ. Mình làm phớt bây giờ không hết nữa mà có đâu mình mặn chi. Giờ ngoài đó kỳ đó ông Tấn mặn lần đó năm nhỏ xíu à. Biết rồi. Tôi độ không có hơn thước gì chứ gì. Ông tôi mặn nhiều khi mấy sới dần mà ông la tôi mới chờ cho lớn luôn. Cái bự cho nên tới luôn. Giờ anh tiết kiệm chi một hai thước đất cũng đường đi anh tận dụng để cái phước mình nó nhiều hơn. Dạ thì bây giờ mình cũng trả tiền đất xong rồi. Bây giờ mình đợi cái thời gian mà để cho ông nào qua cái đợt bão đi quý bà cô chú. Rồi mình mới làm lại nha quý bà cô chú. Bây giờ mưa bão rồi mình sợ đây tỉa hột xuống cái nó bị dùi lấp nó không có lên mộng được á.
Thế này cũng mình phải làm cỏ lại nữa, xịt cỏ rồi mình xới lại. Cái này xới lại không anh Năm? Cái này theo tôi nghĩ là anh xịt anh để nhịn để đi, nó tốt đất hơn. Không cần xới hả? Không cần thấy. Tại vì cái clip mình có sẵn rồi, mình tận dụng mình làm được. Dạ. Để cặp mé tỉa 21 anh Năm. Tôi sợ là sẵn nó thưa hàng thôi. Không thưa đâu, anh tỉa bộ tới vậy đi. Ví dụ bây giờ cái hàng nào hàng chiếc anh tỉa hơi dạy chút. Hàng nào đo anh tỉa hơi gãn gần tí xíu. Cũng như là đi hàng con, hàng cái, hàng đực, mà hàng cái. Mà nếu anh đi trên clip này nó dễ đi nè. Để anh xới lại rồi đất nó bị sớp đó. Đi nó bị sập tới sập lui hoài à. Nếu mà tôi xới thì tôi phải bơm gỏng cái mới tỉa được. Bơm dặn cái phải không? Ừ, bơm xới là anh tỉa lại, anh tỉa hàng một, hàng chiếc, nhưng mà hàng nhỏ lại. Ừ, đúng rồi. Còn tôi thấy bây giờ nó không có hay, tức nghĩa là anh tỉa hàng nó đều, nhưng mà mình đi nó khó lắm. Cho cái khoảng này cái đường đi nó rộng, mình đi sạch sọc nó dễ hơn. Chứ không gì. Tôi tính xới như miếng đất bên kia vậy đó, tỉa lên như mình bánh vậy đó. Xới rồi thục gỏng cái là nó dẻ xuống đầu cái tỉa. Anh đi nó vậy nó cũng lỡ ra cái clip nhỏ quá à. Để cái clip này nó chai sẵn nè. Thằng mình tỉa cặp mé thôi nhưng mà cái bắp nó chắc lượng thôi. Ngán cái màng cỏ nè, xịt cỏ. Đâu có anh xịt cỏ, anh xịt nặng cái bình thường. Sau này nằm bắp anh xịt ba thuốc cũng bắp đâu có sao đâu. Dạ, vậy bây giờ mình tạm dừng ở đây nha quý bà cô chú, rồi khi nào mà mình làm lại đó mình sẽ quay lại cho quý bà cô chú xem nha. Mình để suy nghĩ là cái mình nên trồng cái gì nha. Dạ. Dạ, giờ mình quay qua bên đất, nắm đất kế lần trước mình tỉa bắp nè quý bà cô chú. Mình trở lại đây nha. Dạ, thì mình cũng mới trả tiền đất bên kia xong, bây giờ mình qua bên đây mình thăm lại cái đất của mình nè, là do mình hôm bữa mình đợt trước mình tỉa là giống bắp vàng đó quý bà cô chú, thì tỉa xong thì cũng được khoảng 20 ngày rồi, ngay cái đợt bão đó mưa suốt luôn lúc luôn, đất này là nó ngập lúc vào chân mình thoát nước không kịp á, nước chảy xuống không kịp đó, thì cho nên là bắp nó chết hao quá nhiều. Rồi bây giờ mình bỏ cái đợt đầu đó, bỏ mấy cái cây bắp đặt đầu rồi mình mới xới lại, mình mướn máy xới lại, xới mình kéo hàng lại này cho nó cao hơn. Bây giờ mình tỉa lại nha, nhưng mà cái đợt sau này mình tỉa đó là giống bắp thường, bắp ăn trái của mình đó. Tết mà bà con mình hay mua bắp để mà cúng đón giao thừa đó quý bà cô chú, thì bắp này tỉa thì nó cũng ngay nếu như mình bán được thì khoảng 29-30 Tết đó. Mình bán ngay được Tết luôn. Dạ. Thì giống đợt trước rồi mình bỏ công sức ra để chăm sóc, rồi với tiền hộp rồi tiền thuê dân công đồ để làm đó thì 2 triệu mấy á, rồi nói chung là mình bỏ hết. Rồi bây giờ mình làm lại, mình nhờ là cái lứa bắp này để Tết mình bán, mình cũng hy vọng là có cái giá để mình lấy lại, lấy cái tiền mà mình đã lỗ á. Dạ. Thì nói chung thì làm rẫy này á thì được mùa thì nó lợi thì cao, nhưng mà khi mà thất mùa hoặc là gặp thời tiết bão mưa đồ đó là mình nói chung là mình phải chịu thôi. Làm rẫy thì lúc dậy lúc khác bắt buộc mình phải chịu thôi. Thì sáng giờ thì chị Năm với chị Chính chiến đỉnh anh Năm đồ thì đang bỏ cái này cũng gần xong rồi, giờ qua tới bên đây còn chút xíu nó xong rồi. Cái này xong rồi mình cho quý bà cô chú xem cái miếng đất bên kia. Miếng đất bên kia thì nó tốt, đất gò cao hơn, thì họ cho thuê thì cái giá cao hơn 1,2 nhưng mà họ cho thuê tới 7 triệu lên tại đất gò đó quý bà cô chú. Đất bên đó mình nghĩ là trồng đồ sẽ tốt hơn, và nó mưa lớn đồ nó cùng mình không có sợ ngập như cái dạng đất này. Dạng đất này thì nó hơi thấp, mưa lớn quá là nó rút nước không kịp. Mà trong khi đó thì anh Năm cũng có khui ha. Đầu này thì khui không được rồi, đầu này tại cái giò nó cao, chỉ khui được cái đầu ngoài đó. Khui đầu ngoài đó thì nước nó chảy không kịp luôn. Hổng ngày bão mưa suốt luôn. Mưa đó mưa nào nó mưa nấy, càng lớn quá càng lớn luôn. Mà bắp á, mà thường mình nó thì nó dễ trồng, còn mà bắp hạt vàng á, chung là nó với nhóm mình cũng lần đầu làm đó, cho nên nó cũng không có đạt lắm. Giờ mình đổi lên mình trồng bắp thường của mình quen rồi. Bắp vàng á thì nó thời tiết mà nó hơi chịch trái mùa tí xíu là bắt đầu là mình làm không được rồi. Cái này
này tỉa là ngay Tết luôn đó anh Năm. Khoảng 29-30 không? Ừ, 89 rồi. Dạ. Tại vì cái này mình mặn cái này cũng hên xui mà. Không mưa bão thì đỡ, mà mưa bão hoài thì cũng tiêu nữa. Theo thời tiết thì bão này không biết chừng nào mới hết được. Nếu như bây giờ mình không làm thì bỏ đất trống hoài thì nó cũng phí nữa. Cái tiền mình bỏ ra. Thôi nó rồi, không mưa gì đâu, mưa liên tiếp gì đâu, có tận lễ đồ nào mà chịu nổi. Đây là mấy cái khăn tách này nè, quý bà cô chú. Mình ấy bây giờ mình kêu xới lại nè, nó lên mà cao gì nè. Mà nó ấy là trơn vậy đó. Mưa ngập cái nó tại nước mưa nó có chất axit đi. Rồi bắp này thì nó không chịu. Hoài cái đâu ra rễ đâu. Đậm nước nắng lại đậm nó chết, không bị sượng bắp luôn. Còn mà những cái cây còn sống nó cũng không nên thân nên hình gì hết, cũng không phát triển nổi, cho nên buộc lòng mình phải bỏ. Giờ đợt này thì mình kêu dân công ít nè, nói chung làm thì trong nhóm mình thì cũng không có tính tiền công, chỉ là tính mướn những người ngoài thôi. Giống như chị Chín, chị Năm nữa là mình trả tiền công. Còn trong nhóm mình làm chút đỉnh thì mình không có ghi tiền công vô đó. Nội tiền hộp thì được gọi là một ký hộp đó là 900 ngàn. Rồi phan thuốc sâu nữa. Cái này còn 4 ngàn nữa xong hả chị Chín? Còn đâu ngoài đó. Đâu ngoài hả? Đâu ngoài cũng vậy mà tỉa không có được, tỉa không có được. Nước không à. Bỏ hột xuống là thúi luôn. Vậy hả? Nước chưa lắm luôn. Vậy bây giờ mình chỉ tỉa đầu trong được hả? Tỉa đầu trong mà còn khúc ở ngoài á. Từ lãng đá, từ cửa trụ đá đi ra ngoài. Bước cái vỏ xuống, vỏ lên không nổi. Lúng vậy lắm hả? Lúng luôn á. Đem ra em xem thử. Thường thường là tháng này là đâu có bão đâu, mấy năm trước là mình trồng đồ rất là trúng. Bán cái Tết này nè, bà con hay là để bán cái dịp Tết. Sao tự nhiên thời tiết năm nay bão suốt luôn. Mấy ngày dài nó mưa liên tục. Mưa cái bàn ngang như là trên muộn mà đổ xuống. Bộ cái cây lăn lấy đi hả Đính? Có, mình đi. Đây là miếng bà của chú à. Ở ngoài này thì nó quá chèn thấp à. Nước nó động lại gì luôn nè. Mấy cái này mà tỉa xuống mà lấy tay nhét bắp không. Này tính là dùng tay nhét hả? Tay nhét. Mà nếu như mưa lớn là có thể là nó ngạt luôn á. Không, mình nhét trên mặt đất đâu ngạt. Trên trên gỏng hả? Trên cái liếp hả? Không, mình để không bắp gì nè. Để cái nhắn nhẹ xuống người. Vậy hả? Làm sao chuẩn bị còn vài đám mưa nữa, bão còn đó. Mình phải trừ hao. Bầu là mình phải bầu rồi à. Bầu thêm mớ phải không? Đợt sau này gán ngon làm sao lẫn trúng ngay cái đợt Tết nè, bán cho có giá lẫn lấy vốn lại. Đợt này ngay Tết rồi. Ừ. Dạ vậy thôi, bây giờ mình qua mình cái miếng đất 1 công 2, đất mới, đất gò cao đó, cho quý bà của chú xem nha. Rồi bây giờ mình tạm ngưng ở đây. Dạ giờ thì mình tới 1 công 2. Công 2 là đất này mình cũng mới mướn nha quý bà của chú. Thì họ chặt bắp ăn xong đó, bắt đầu là họ giao đất cho mình nha. Cái này chắc khoảng tuần lễ nữa họ mới giao quá. Đây thì 1 công 2 thì từ cái mí hú qua bên đây, cái ganh là mí hú qua nè, chạy dài xuống tới cái bụi chuối dưới đó quý bà cô chú. Bụi chuối mét dưới kìa, bụi chuối lúc ở mét dưới đó, đó là bề ngang. Còn bề dài á, thì
vô tới cái bụi chuối trong này là 1 công 2. Công 2 này bỏ đầu bò rồi chắc còn được công á, bỏ mấy cái đầu hầm này. Thì đất ở đây thì đất gò nó cao, mưa cỡ nào mưa cũng không có sợ mà bị lúng á. Qua đây là Ngọc ơi, bên đây thì bắp họ mới tỉa xong nè, mưa quá mưa ngã mấy cây bắp luôn. Cái này họ tỉa phân nửa đó là cỏ dôi, còn phân nửa bên đây thì bắp. Đây bên đây họ trồng bắp nè, mình thấy cũng tốt nè. Bắp này chắc khoảng tuần nó bẻ được rồi, tuần đó họ bẻ xong rồi họ mới giao đất mình nha. Thì nguyên cái giạt đất này thì 1 công 2 thì nó 7 triệu. Đây là đất gò, đất đẹp, này là dễ trồng luôn nè. Này thì nó gần ở dưới bến đò Đầu Cồn bên đây, bến đò Đầu Cồn đây đi qua bờ bên kia là thuộc về An Hòa nha. Chạy đây ra đây tí xíu nữa là nó đụng về chợ An Hòa. Có mấy cây bắp ở trong hình như mưa quá nó bị ngã, bắp này trái cũng bự, bắp này bắp thường, trái hết sức dài tốt ghê luôn. Bắp trái hết sức trái, cái này tuần bẻ được chưa ta, chắc chưa quá, ngày còn 10 ngày á, chắc 10 ngày nó hợp bắp nó mới to, này chắc còn khoảng 10 ngày nữa. Dạ, thì chắc khoảng 10 ngày nửa tháng thì mình mới lại nhận đất này, chắc cái đất này chắc mình tỉa bắp nữa quá nữa quý bà cô chú ơi. Mà bắp thì nó dễ trồng, với giá cả cũng ít khi nào mà nó rớt. Dạ, thì em cũng cuối video gửi lời cảm ơn đến anh Zicot Lâm đã tạo mọi cái điều kiện để cho mà nhóm với bà con ở xóm em có cái công ăn việc làm. Thì như lời anh nói thì cứ cố gắng làm đi, thì lợi nhuận thì cũng không có quan trọng lắm, quan trọng là cho bà con với nhóm có công ăn việc làm trước mắt, rồi sau đó thì mình mới giúp đỡ thêm những bé học sinh nghèo. Dạ, thì em không biết nói lời gì hơn ngoài lời cảm ơn và chúc cho anh cùng gia đình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an và vui vẻ trong cuộc sống nha. Dạ, và cho mình gửi lời cảm ơn đến quý bà cô chú, anh chị và tất cả các bạn rất là nhiều đã luôn đồng hành cùng kênh Miền Tây Quê Mang Giang nha. Dạ, mình xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nha. Bye bye.